Đúng như vậy, đúng như vậy. Đúng như điều ông nghĩ, Bồ Tát Kim Hoa khi thành Phật cũng sẽ tuyên thuyết cho chúng hội Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Số Bồ Tát ở trong hội nhiều hay ít, cũng như chúng hội Bồ Tát của ta ngày nay, số đệ tử thanh văn khó biết, chỉ có thể nói tổng quát là vô lượng vô số thế giới của Đức Phật kia, hoàn toàn không có thú dữ, giặc ác, đói khát, bệnh tật vân vân, cũng không có các sự phiền não sợ hãi khác. Khánh nghỉ bạch Phật, bạch Thế Tôn người tỉ muội này, trước đây ở chỗ Phật nào phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đầu tiên, trồng các căn lành hồi hướng phát nguyện. Phật bảo khánh nghỉ, người nữ này quá khứ, ở chỗ Phật Nhiên Đăng đầu tiên phát đại tâm, cũng dùng hoa vàng dâng lên Đức Phật kia, hồi hướng phát nguyện, nên nay được gặp ta. Khánh hỷ nên biết, thời quá khứ ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng, dùng năm cảnh hoa dâng lên Đức Phật kia, hồi hướng phát nguyện. Nhiên Đăng Như Lai ứng chánh đẳng giác, biết các căn của ta đã thuần thục thọ khí cho ta. Ông đời sau sẽ được thành Phật, hiệu là Năng Tịch, cõi tên Kham Nhẫn, kiếp hiệu là Hiền. Bây giờ thiên nữ nghe Phật kia thọ ký cho ta đại bồ đề, vui mừng hớn hở, liền dùng hoa trời dâng lên Đức Phật kia hồi hướng phát nguyện, mong sao đời sau của con, khi Bồ Tát này được thành Phật cũng như hôm nay, Phật hiện tiền thọ ký đại bồ đề cũng thọ ký cho con như thế, nên nay ta thọ ký cho nàng. Khánh hỷ nghe Phật dạy, vui mừng hớn hở bạch. Kính bạch Thế Tôn, người tỷ muội này từ lâu đã tu tập tâm đại bồ đề, hồi hướng phát nguyện nay được thành thục. Phật bảo khánh hỷ, đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như lời ông nói. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm sao hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hiện nhập định không? Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán sắc thọ tưởng hành thức không, khi quán như thế không làm cho tâm loạn. Nếu tâm không loạn, thì như thật thấy Pháp, tuy như thật thấy Pháp nhưng không chứng đắc, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm sao tuy thấy Pháp là không mà không chứng đắc. Phật bảo thiện hiện, các Bồ Tát này khi quán Pháp không, trước hết nghĩ, ta nên quán tướng các Pháp đều không, mà ở trong đó chẳng nên chứng đắc. Ta vì học nên quán pháp không, chẳng vì chứng mà quán pháp không. Nay là thời gian học, chẳng phải thời gian chứng. Các Bồ Tát này chưa nhập vào ngôi vị định, nhiếp tâm ở cảnh, chẳng phải cảnh khi nhập định. Bấy giờ Bồ Tát chẳng thối thất pháp bồ đề phần, chẳng sạch các lậu. Vì sao? Vì các Bồ Tát này thành tựu căn lành trí tuệ rộng lớn, có thể tự nghĩ kỹ, ta đối với pháp không bây giờ là thời gian học, chẳng phải thời gian đắc. Ta nên giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán các pháp không, viên mãn tất cả pháp bồ đề phần. Nay không nên chứng thật tế niết bàn, rơi vào địa vị nhị thừa không đắc bồ đề. Giống như có người lực lưỡng dũng mãnh đi